Rồi và bây giờ chúng ta sẽ xem qua cái tay mic của nó đây nhé. Đây nghe, đây là hai cái tay mic kèm theo cái bộ của sản phẩm MK216D này. Đây là hai cái tay mic không dây kèm theo của nó, được làm bằng kim loại. Theo như các cái form mic đời mới nhất hiện nay của MK cũng như là của các cái thương hiệu nổi tiếng như BBS hay là BioVirus, và nó cầm rất là ôm tay, rất là chắc chắn luôn, cực kỳ chắc chắn. Và chúng ta sẽ nghe, anh em sẽ nghe thử tiếng của mic của cái bộ loa này luôn nha, em sẽ test luôn này. Và anh em có thể đeo tai nghe kết hợp với cả kết nối hệ thống âm thanh để nghe âm thanh chính xác nhất nhá. Rồi, sóng UHF, tần số là đầu 6, và chúng ta sẽ nghe thử tiếng luôn này anh em. Lượng 1 2 4 7 5 6 2 3 3. Lượng 1 2 4 7 5 6 2 3 3. Ok, anh em có thể nghe được cái chất tiếng của nó như thế nào rồi đúng không nhỉ? Để mà nói cảm nhận cá nhân thì với cái hai cái loa mid bass, 6,5 inch và kết hợp với cả một cái loa mid và một cái loa chép như vậy thì cái tiếng của nó có thể nói là ra tiếng lời quá sáng luôn. Tiếng mid khi mà nó thể hiện cái chất mic lên tiếng quá sáng luôn anh em ạ. Không thua kém gì, có thể ngang ngửa với những cái dòng loa karaoke chuyên nghiệp đắt tiền đấy. Đây sẽ quay chi tiết cho anh em đây. Chúng ta sẽ có một cái núm volume tổng ở đây này. Volume tổng, và tiếp theo đó là cái phần là chỉnh music, thì chúng ta sẽ có ba cái núm này. Bao gồm là một cái núm để chỉnh nhạc to nhỏ của music này, hai cái núm chỉnh bass chép này. Đó. Tiếp theo đến cái phần hệ thống của micro thì chúng ta, anh em sẽ nhìn thấy là đầu tiên nó sẽ bao gồm là 6 cái núm chiết áp để chỉnh dành cho micro. Bao gồm đầu tiên là cái núm volume mic chỉnh to nhỏ của mic. Tiếp theo chúng ta sẽ có 3 cái phím, 3 cái núm để chỉnh mid, chỉnh bass và chỉnh chép cho cái mic, cho phần mic. 3 núm để chỉnh mid, bass, chép cho mic riêng. Và tiếp theo chúng ta sẽ có 2 cái núm quan trọng của cái phần hệ thống karaoke chỉnh mic, đó là phần reverb và echo. Tức là cái con loa này nó được tích hợp sẵn ở bên trong cả hai cái phần mạch vỉ reverb và echo, cho nên là cái việc hát karaoke hiện nay và tại thời điểm 2023 thì đa phần là các cái hệ thống âm thanh và người dùng họ sẽ ưa chuộng cái việc là hát echo trộn với cả reverb. Nếu như ngày xưa thì không có hệ thống reverb này mà hát echo không thì nghe tiếng nó khá là gọi là kiểu nông dân anh em ạ. Nếu mà chỉ có echo không thì nghe tiếng nó khá là nông dân, nó chỉ có mỗi lặp lại thôi. Nhưng mà bây giờ kết hợp với cả cái chế độ reverb nữa thì nó sẽ cho ra một cái chất mic, cái chất tiếng nó nghe nó rất là sâu và nghe nó rất là, cái độ vang của nó nghe rất là sang tiếng luôn. Khi mà kết hợp echo và reverb hát với nhau thì khỏi phải bàn luôn. Và bên dưới này thì chúng ta sẽ có một cái cơ số các cái núm chỉnh chuyển chế độ input đầu vào, mode đây, chuyển chế độ và các cái núm để play rồi next bài các thứ đây. Và đây là cái màn hình hiển thị thông số của nó. Hiện tại chúng ta đang kết nối với cả hiện tại em đang kết nối với cả máy tính bằng thông qua cái đường Bluetooth. Còn đây là một vài các cái chế độ của nó, như FBX này là cái chế độ chống hú này. Đó. Thì chúng ta sẽ ấn vào đây, nó có hai chế độ thôi, một là FBX, hai là off. Đấy, thì chúng ta nếu mà hát sử dụng ở trong cái không gian mà nó nhỏ hẹp ấy, mà anh em bật muốn mở tiếng to thì có thể kích hoạt cái FBX này lên thì nó sẽ chống hú tốt hơn. Thì đấy là cái mặt toàn bộ cái dàn trên phía chỉnh, dàn núm chỉnh nút phía trên của nó. Nói chung là với cái thiết kế nhìn nó rất là sang trọng, rất là sang trọng và rất là chi tiết, rất là tỉ mỉ luôn anh em nhé. Được, ok, bây giờ chúng ta sẽ quay ra cái phần sau của nó xem thế nào. Con này thì nó rất là nặng luôn, nặng theo thông số là đến 11 cân lận liền. Nên là nếu mà xách một tay bê cực kỳ là chắc chắn luôn, 11 cân cho một cái loa như này. Ok, và đây là phần phía sau của cái con loa MK216. Chúng ta sẽ có đầu tiên là cái núm on off bật tắt ở đây. Đây là cái cổng để chúng ta cắm nguồn vào, sạc điện cho pin. Ở trong này nó có tích hợp một cái viên pin lithium để chúng ta có thể là sử dụng đi khi mà đi đi dạo, đi chơi, đi picnic. Anh em hoàn toàn có thể xách theo cái con loa này nếu chúng ta sạc đầy điện thì chúng ta có thể thoải mái sử dụng trong một buổi tối thoải mái luôn và không cần cắm điện. Tiếp theo là cái chúng ta sẽ có hai cái cổng 3.5 cấp nhạc vào và out nhạc ra, out in USB để cắm USB nghe nhạc trực tiếp qua USB này. ARC đây là cái đường mà để chúng ta xuất âm thanh từ cái con loa này sang một cái hệ thống khác bằng đường ARC. Và đây là chính là cái đường tín hiệu input optical mà chúng ta sẽ xuất âm thanh thẳng từ
TV, Smart TV vào cái con loa này thông qua cái đường optical, chính là nó đây. Còn đây là một cái cổng để thông hơi cho cái hệ thống loa bát. Ở phía bên trong của nó thì nó sẽ có cần một cái cổng thông hơi như thế này ở đặt ở phần đằng phía sau. Đấy là về cái cấu trúc ở đằng phía sau của con loa này. Và chúng ta đã kết thúc 3 cái clip em đã làm để chia sẻ đến cho anh em về cái thông tin chi tiết cụ thể về cái dòng loa sách tay duy nhất của thương hiệu MK Acoustic ở tại thị trường Việt Nam, với cái một cái mức công suất và một cái mức cân nặng có thể nó coi là hàng khủng luôn trong cái tầm tiền và phân khúc loa sách tay hiện nay, có thể đáp ứng rất tốt cho các không gian từ 15 đến 20 mét vuông, cả nghe nhạc cả hát karaoke tất tần tật trong một luôn. Thì cảm nhận và suy nghĩ của anh em như thế nào về cái dòng loa này thì anh em có thể comment xuống phía dưới clip này. Anh em nào ở Hà Nội thì có thể ghé qua chung cư AZ Sky Định Công Hoàng Mai để trải nghiệm và nghe thử, hát thử cà phê thoải mái để trải nghiệm thử cái dòng loa này nhé. Và hiện tại thì giá hãng đang phân bổ phân niêm yết cho dòng loa này là 7,5 triệu. Tuy nhiên bên đang chạy chương trình khuyến mãi còn có 5,9 triệu cho cái bộ loa này thôi, full option, mới tinh đập hộp. Và anh em có thể xem chi tiết ở trong cái link website ở phía bên dưới của cái clip này nhé.